Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Hai tám vạn cân. Một năm. Trùng sinh một năm đã ngưng tụ linh hạch đạt tới nhất phẩm võ tông. Kiếp trước mất 5 năm mới bước tới võ tông được, với lại sức mạnh cũng chỉ có 20 vạn cân. Giờ ta tự tin là vô địch trong những người cùng cấp rồi. Sư huynh chào buổi sáng. Giờ chắc là ta đã vượt mặt Chu Hồng rồi nhỉ? Đợi ngươi lên võ tông, có thể tới Đông Bắc Lô Châu tìm kiếm cự huyền băng đàm. Với tư chất và thể chất của người, cộng thêm Thái Huyền Băng Tâm Quyết nữa, chắc chắn là sẽ nhanh chóng gia tăng tu vi. Nhưng phải nhớ, nhất định là phải giữ tâm lặng như nước. Nếu không, tâm cảnh chỉ cần dao động khi bước vào cực huyền băng đàm, sẽ phải chịu hàn băng chi khí vạn năm xâm nhập vào đau đớn mà không chết được. Thái trưởng lão, giờ ta tuy đã đột phá võ tông, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể nào thật sự giữ tâm mình lặng như nước được. Không thể nào kéo dài thêm nữa. Ra ngoài rèn luyện. Là tu vi gặp ách tắc hay sao? Chuẩn bị rèn luyện bao lâu rồi? Xem tình hình thế nào đã. Có lẽ là 15, cũng có lẽ là 100 năm. Thiên Thiên, muốn rời khỏi cũng có thể nói thẳng, không cần vòng vo như thế đâu. Không phải là ta chỗ nhất định phải đi, có việc nhất định phải làm. Sau khi đánh nuôi Chân Dương Quận, ngươi đi tiếp đi. Giờ Thiết Cốt Phái cần duy trì chiến lực đỉnh cao. Được. Sau khi Thiên Thiên đi, ta lên đi tìm ai để nói chuyện nhân sinh lân lý đây. Luân lý đây, Khế Cung Chủ thật là đáng yêu, chẳng lẽ cũng dễ nói chuyện thôi. Nê Đường Chủ cũng tốt, cơ thể ưu tú, chắc là dễ bắt chuyện. Ơi, chuyện. Người cùng Não Lương rèn luyện đi. Được. Theo ý người hết. Trưởng môn, đại quân Chân Dương Quận có biến động. Họ hành quân cấp tốc đến Thanh Dương Thành. Trưởng môn đại nhân, đại quân của Chân Dương Quận có biến động. Họ hành quân cấp tốc đến Họ hành quân cấp tốc đến Thanh Dương Thành. Thứ lên tới thì cuối cùng cũng sẽ tới. Doanh trại của đại quân Chân Dương Quận, chủ soái, ngài thật sự phải điều động binh lực công đánh Thanh Dương Thành hay sao? Cho ta thêm nửa tháng, ta nhất định là sẽ lấy được Hà Dương Quận và các nơi còn đứng đầu cứng đầu còn lại. Nửa tháng qua lâu, với lại biến động quá lớn. Chủ soái của Chân Dương Quận, Bạch Ngụy Hổ, chiếm lấy Thánh Dương Thành, có thể cho Hà Dương Quận gánh vác chống địch. Thế này mới có ý nghĩa đánh chớp nhoáng chứ. Ơi, nhưng mà quận chúa đại nhân nhỏ, quận chúa đại nhân nói, Thanh Dương Thành có môn phái có vài môn đạo. Thế nên cần ra tay lặng với Thanh Dương Thành. Đào Nguyên ở đâu? Có mặt tướng. Người dẫn 3 vạn hổ uy quân,
nhanh chóng chiếm Thanh Dương Thành, nhưng tuyệt đối không được sơ suất. Người là tướng tài dưới tay của ta, nếu phản kháng có kịch liệt, ta cho phép người tùy ý xử trí. Mà tướng hiểu. Ta và thu phục toàn bộ chúng, để chúng không thể nào phản kháng được. Tất nhiên, trước khi thống nhất chắc chắn là đại loạn. Không có hỗn loạn giao tranh thì lấy đâu ra thiên hạ thái bình. Dù giết sạch Thanh Dương Thành, ta cũng giúp cho quận chúa bình định thiên hạ.